Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết đã gắn mã QR vào hơn 900 bảng tên đường tại những vị trí trung tâm, quan trọng của quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Mã QR được dán bên phải tên đường, bên trái tên đường là logo thành phố Cần Thơ. Từ nay, người dân thành phố và khách du lịch có thể dùng điện thoại di động có kết nối Internet quét mã QR trên các bảng tên đường để xem nội dung, ý nghĩa của tên đã đặt cho đường đó. Việc gắn mã QR vào bảng tên đường nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tóm tắt về ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện và công lao của danh nhân được đặt tên đường và công trình công cộng, từ đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.